Rồi, đồ câu Đức Huy xin chào tất cả các anh em nha. Lâu quá không không có lên video cho anh em. Hôm nay em lên video mấy con máy nha anh em. Lô máy này là 16 con. Thì size từ 1.000 đến 7.000. 8.000 nhé, 7 1.000 tới 8.000. Rồi, lên từng con cho anh em nha. Con đầu tiên lên con Sinos nha nè. Con Sinos. Sinos là size, con này size 1.000 nha anh em. Size 2.000 chứ, con này size 2.000. Con này size 2.000, cái này hoạt động rất là ok nha. Đó, hoạt động ok. Mô bin là mô bin sống. Đó. Gạt cước là ok nè. Con này nó bị cái nút đít nè đi gãy, nhưng mà bẻ qua ra lại cũng được nha. Rồi, con này đổi tay ra trái phải được nha em. Đó, đổi tay phải trái phải được nha. Rồi, con này sản xuất của là Gia Băng luôn. Đó. Sinos Gia Băng. Nó thông số cước này nè. Thông số cước nha. Đó. Số 2 vô 150m, số 3 100m, số 4 70m ha. Con này ngoại hình có xước sát nha. Đó, có xước sát theo thời gian. Sinos SS 1.000 mà ZM nha. Rồi, con này em bán với giá là con số 1. Con số 1 nha. Con này bán với giá là 180 nha. Rồi, 180k nha nè, con số 1. Tiếp theo em lên con số 2 nha. Con số 2 là con Hàn Quốc nha. Con Hàn Quốc, con này hiệu là Pro Leader nè. Pro Leader. Mô viên sống nha nè, con này mô viên sống. Con này size 4.000 nha. Con này size 4.000. Con này size 4.000. Đó. Con này Hàn Quốc. Đó. Con này là carbon nha anh em. Bon máy carbon, thuận thân carbon hết. Mô bin sống. Hoạt động là full chức năng hết. Hoạt động là full chức năng hết. Chạy xước theo thời gian nha. Con này chạy xước, có chạy xước theo thời gian. Đó, con này size 4.000. Đó, con Corey. Sản xuất Korea nhưng mà xuất là xuất thị trường Nhật nha em. Xuất thị trường Nhật nha. Rồi, con này con số 2. Số 2 rồi bán 2.5 nha. Con số 3 nha, con số 3 là con này tay phải nha, vậy hơi cứng xíu. Sản xuất con này sản xuất của Taiwan nha. AC220 nè, AC220 nè. Mô bin là mô bin sống nha nè. Con này là
Toàn thợ, con này là thân, là thân thân là thân kim loại nha, còn khối là khối khối nhựa carbon, khối nhựa. Đây, con số 3 này bán giá là 100k nha. Số 3 100k. Rồi con số 4. Con số 4. Con này con Shimano. Shimano AS 3000 vậy nè. Đấy, con này size tầm 5000 nha. Size 5000. Thông số cước này nè, đó. Thông số cước đó. Con này sản xuất từ Nhật nha. Đó. Sản xuất Nhật nha. Quay nó hơi nặng xíu nha em, nặng xíu anh em về vô dầu lại nha. Con này cái màu của nó là cái màu màu giống như màu xám xám đó nha, chúng phải nhìn nhìn nên nhìn nó hơi cũ. Nguyên viên là sống nha, viên sống. Rồi con này em bán 180 nha, con số 4 180. Rồi số 480k. Rồi. Tiếp theo con số 5 nha. Con số 5 là một con Holiday Spin nha, ngàn. Đó, Holiday Spin ngàn. Con này là hoạt động full chức năng nha nè, full chức năng nha. Full chức năng. Mô viên là mô viên sống nha. Ta quay đổi trái phải được cho nè. Con này sản xuất Malaysia. Này sản xuất Malaysia. Rồi con số 5. Con số 5 này bán với giá là 5 bán này, con này bán với giá là ta bao nhiêu được? 2 đi. 2.2. Số 5 nha, 2.2. 220k nha. Rồi. Con số 6 nha. Con 6 con là Holiday 2000 nha. Holiday 2000. Con này hoạt động full chức năng. Đó, nhưng mà quay nó không có kêu nha anh em. Sẽ 2000 nha. À, con này full chức năng. Bao lỗi từ anh nhất nha. Quay thì nó không có kêu thôi. Cái ngoại hình thì nó hơi có xuất sắc ít thôi nha. Này xuất sắc cũng ít. Đó, con này sản xuất cũng Malaysia nha anh em. Đó. Con này mình con số 6. Số 6. Con số 6 bán giá 2.500 nha. Giá 2.000. Rồi, lên con tiếp theo con số 7. Số 7 là con Sinos SS nha. Sinos SS 700 MZM nha. Đó. Size này size 1000. Đó, sản xuất là sản xuất Nhật ha. Made in Japan nha. Made in Japan nha. Con này quay rất nhẹ nha anh em. Đó. Con này quay rất nhẹ. Con này 1000.
Đó, con này là bao bao lỗi từ A đến Z. Phun chức năng HD mô bên sóng nha. Tay quay đổi trái phải. Đó. Rồi, con số 7. Con số 7 bán với giá là 2,5 nha. Sai ngàn, con này còn khá mới nha nè. Con này sang ngàn nha. Rồi con số 8. Con số 8 là một con Shimano nha, Shimano đời cũ à. Ngoại hình thì có xước xát theo thời gian, là có nó bị muối ăn theo thời gian đó. Con này sản xuất Nhật nha. Nhật. Thân là thân kim loại nha, thân kim loại có gập bên. Hoạt động là ok. Đang là ok luôn. Đó, cái này cổ hơi cũ nhưng xài vẫn được nha. Cổ cũ xài vẫn được. Đó. Sang này sang con này tầm 4-5 ngàn, là cả 5 ngàn nha. Rồi con số 8 này mình bán với giá là 150 nha. Số 850k. Đó, mấy con này là mình giá trên đây là giá chưa có bao gồm phí ship nha nè, nha. Giá chưa có bao gồm phí ship. Rồi mình lên con số 9 nha. Con số 9 là con siêu ta nha. Đó, con này sản xuất chất Hàn Quốc nha anh em. Đó. Con siêu ta. Con này đu chuột nha anh em. Mua bên xấu. Lấy không ra ta. Rồi, con này nó bị cái nắp nó bị lỗi rồi. Đó, lỗi nắp nha. Nắp giờ lấy ra cũng được nè. Nắp lấy ra cũng được nha. Còn lại hoạt động là ok hết. Tay quay đổi trái phải được hết. Đuôi chuột nha, còn khá cũng khá là mới nha. Đó, con này size nó là size 2000 nha, 2500, 2500. Đây là cái 2500. Hoạt động rất êm mượt nha. Đó, con này giá 2,5 nha anh em, giá 2,5. Con này giá 2,5. Thân là thân kim loại nha anh em. Con số 9 230 thôi. Đó, bớt cho anh em luôn. 230 nha. Con này là 230. Rồi. Tiếp theo lên cái con Shimano nha, Shimano Super Aero 5000, Shimano. Con này sản xuất là Nhật Bản nha nè. Có nông nha. Có nông. Này dành cho anh em câu câu ngâm câu bè nha. Cái này đánh lục hơi khó nha anh em, đánh lục tầm mô bin chết. Đó. Nó bị mất cái tem bên đây nha anh em. Đó, mất cái tem bên đây nha. Cái tem nhãn bên đây. Máy ok, mô bin là mô bin chết nha. Ngoại hình có xước sắt này ha. Đây, con số 10. Con số 10.
Rồi, con số 10 bán với giá là 300 nha anh em. Anh em nào mua được mua nha. Con số 10 300. Rồi, con số 11. Con số 11 nha. Con số 11, con này của Taiyo. Con này Taiyo nha, Taiyo Nhật Bản nha anh em. Chạy bằng hệ thống mà có bạc đạn nha. Đó. Pacific. Đó, Pacific 5000 về 5001. Con này để chữ nha. Urushima, đó, Urushima. Và sản xuất Nhật Bản nha anh em. Đó. Mô bình sống nha anh em. Mô bình sống. Đây quay còn rất đẹp luôn. Đó. Rồi, con này cái size của nó, size thật của nó là khoảng 5000. 5000 nha. Đó. Rồi, con số 11. Số 11. Cái con này bờ mấy con bao lỗi nha. Con số 11. Con số 11 bán con này 300 nha anh em. $300k nha. Rồi, con số 12 nha. Rồi. 12 là một con Daiwa Carbon Spinter nha, 2000B. À, con này còn khá mới nha. Con này là sản xuất nhà Đài Loan nha, Taiwan nha. À, nhưng mà sản xuất thị trường Nhật Bản nha anh em. Mấy con này là em mua tại bên Nhật nha, trực tiếp bên Nhật luôn nha, không phải hàng cam luôn nha, trực tiếp bên Nhật luôn. Con này có size là 7000 nha anh em. Đó. Size 7000 carbon spinter nha. Đó. Con này khá còn êm nha anh em. Đó, còn khá êm nha. Con này size 7000. Rồi. Con này bán với giá là 400 nha. Con số 12 400 100k nha. Là con số 13. Số 13 là một cái con quanh Tết ha. Con này loại địa Nhật nha nè, mô viên sống nha, thân kim loại có carbon nha, mắt in da băng. Đó. Con loại địa Nhật đó, Spear Auto 4000B, nó Gatio nè, size con này tầm cũng 7000 nha anh em. Cái con này tầm 7000, cũng 7000 nha. Máy hoạt động ok thôi nha, mô bình sống. Mô hình có xuất sắc nha, đó. Xuất sắc trầy thời gian nha. Rồi, con này con số 13. Con số 13 con này size 7000, con này bán 308 nha. Con này bạch 38. Đây, con số 14 nha. Số 14 con cũng màu đen nhật nha. Đó. Con này giống con nãy nha, con nãy màu đỏ, con này màu đen. Đó. Con này hơi cũ hơn con nãy nha. Đó. Hơi cũ hơn con nãy xíu. Ừ. Y hệt câu nãy nha, y hệt con số 13 nha. Đó, nhưng mà con này nó sát cũ hơn, mất đi cho băng nào vàng.
Rồi. Con này bán với giá là 350 nha. Con số 14. Bán giá 350. Lâm. Rồi. Cái số 5 con ST nha, con đeo qua ST. Đó, đeo qua ST 1.500 nha. Đeo qua ST 1.500. Đó. Sai cái này sai 7.000 nha. Đó, có cái bị muốn ăn cái này nha anh em. Đó, con màu đỏ. Đó, red red splinter nha, red splinter màu đỏ. Đó. Con này full chức năng nha. Con này full chức năng cho mua lên sóng nha nè. Con này mắc in da băng. Con này sai thật 7.000 nha. Toàn thân kim loại hết nha nè. Toàn thân kim loại hết nha. Rồi con này con số 14 bán giá 400 nha. Giá trên đây là giá chưa có bao gồm với ship nha nè. Giá mình chưa bao gồm với ship. Con 15. À, con 15 giá 400 nha. Tay qua spinner 1.500 size thật 7.000 nha. Rồi lên con cuối cùng nha. Con cuối cùng là con đai qua 3 ST 3.000 nha, ST 3.000 nha. Kim loại hết nha nè, toàn thân kim loại, con này sản xuất Nhật Bản nha. Con này full chức năng nha, bao lỗi từ A đến Z nha. Còn khá mới nha nè, ít trầy nha. Rồi con số 16. Con số 16 bán với giá là 550 nha. À, con này bán 550. Ha, 16 con ha. Rồi. Giá trên đây là giá chưa bao gồm với ship nha. Đó. Anh em nhờ anh em đăng ký ủng hộ shop nha. Rồi cảm ơn anh em nha. Chào tất cả anh em.